về ăn uống nè, những điểm du lịch nè thì chắc chắn là khán giả cũng rất là mong đợi những câu chuyện xoay quanh khách mời. Hay là di chuyển sang cà phê nhé, cho em mình ngồi để nói chuyện nhiều hơn. Bây giờ là có hai phương tiện nè, một là mình sẽ đi xe buýt tiếp, thứ hai là chương trình cũng cấp cho mình một chiếc xe máy. Thì em có quyền lựa chọn một trong hai phương tiện đấy. Lâu lắm rồi em không đi xe buýt cho nên là em không có định hướng được á, cái điểm mình đến sắp tới thì mình phải đi cái tuyến như thế nào để đến. Cho nên là em nghĩ là mình trải nghiệm xe máy đi. Bởi vì cũng là lâu lắm rồi em không đi xe máy, nhưng mà chắc chắn là em biết lái xe máy. Cho okay. nên là mình trải nghiệm xe máy nhé. Rồi ok. Xin nhan nè, chấp hành luật lệ giao thông nè. Lúc nãy mà chị em mình đi xe buýt có khi là sung sướng hơn á, chúng ta còn được ngồi trong điều hòa. Ôi nóng ơi là nóng. Nhưng mà trải nghiệm chị đang nóng uống cái này vào là giải khát. Vừa mới xong bữa trưa, cái này ít nhất là 200-300 kilocalo là ít này. Niềm vui của chúng ta đó là khi mà mọi người xem mình trên hình và sau đó là hở về lại thì thấy mình ở ngoài đời kêu chứ Jennifer Ngọc Diễm là ở bên ngoài nhìn đẹp hơn trên hình. Tại vì nhìn vừa vặn ấy, không có bị quá mập. Nhắc đến Ngọc Diễm thì chắc là mọi người cũng biết đến, đây là Hoa hậu du lịch 2008. Và bên cạnh đó thì là cũng là một MC tham gia rất là nhiều những chương trình. Nhưng mà có thể nói là thành công lớn nhất của Diễm và gần đây là việc kinh doanh, đúng không? Không biết Diễm có thể chia sẻ nhiều hơn với khán giả của mình được không? Thì công ty này tính ra đến nay là cũng được 7 năm rồi. Và công ty này tên Ngọc Nam Phương, cũng là tên của con gái em luôn. Quản lý được việc kinh doanh không phải là đơn giản, mà bên cạnh đó cái công việc như chị em mình thường xuyên phải đi lại dẫn dắt chương trình nay đây nay đó, và bên cạnh đó là quản lý nhân sự, quản lý một cái công ty thì nó không hề đơn giản một tí nào cả, và sẽ có nhiều lúc có những cái áp lực. Thật sự là với một người phụ nữ nhìn có vẻ là yếu ớt thôi, mong manh dễ vỡ thôi, nhưng mà hết sức là mạnh mẽ nha quý vị. Thực ra em nghĩ là do cái quan trọng nhất ở đây á, là mình định hướng ngay từ đầu, với lại thứ hai nữa là mình mong muốn cái gì thôi. Bản thân chị Jenny cũng là một người phụ nữ rất là giỏi, bởi vì việc mà sinh ra ba đứa con và nuôi con khôn lớn không phải là việc dễ dàng đâu. Mình giáo dục con của mình để trở thành một cái phiên bản là mình nhưng mà hoàn hảo hơn, thì đó sẽ là thành công lớn nhất của cuộc đời mình. Cho nên đối với những người phụ nữ mà tập trung cho gia đình, bên cạnh đó vẫn có những cái công việc, vẫn có những đam mê ngoài xã hội, thì em cho rằng đó là một cái sự lựa chọn rất là công bằng. Cho nên là chị khen em. Từ hồi nãy giờ là nghe Ngọc Diễm nhắc rất là nhiều đến con của mình, bé Chico. Nhưng mà để có một đứa con thì chắc chắn sẽ phải có sự tồn tại của người bố, đúng không ạ? Quý vị khán giả cũng đang rất là tò mò muốn biết rằng nhân vật bí ẩn này là ai. Em chỉ nghĩ là mình chọn những cái thời điểm phù hợp để chia sẻ thông tin về những người thân bên cạnh mình. Thì trường hợp với Chico thì em chọn Chico khi 5 tuổi, khi mà con đã cứng cáp vững vàng và con hiểu được là cô chú chụp hình mình vì lý do gì đó. Thì lúc đó là mình mới chia sẻ con với công chúng, và khi bản thân mình cũng cảm thấy là vững vàng trong mọi việc á, để có thể là vừa bảo vệ được con mà vừa hiểu được cuộc sống một cách thấu đáo nhất. Khi mà Diễm chọn là tôi là một bà mẹ đơn thân và tôi đang hạnh phúc với con mình, thì việc đặt câu hỏi là bố đứa trẻ là ai, Diễm nghĩ nó không còn quan trọng. Mặc dù trong thâm tâm của Diễm thì Diễm vẫn rất là yêu thương anh, yêu thương như là family á. Và cảm thấy là rất là ghi nhận cái tình cảm của anh đối với đứa con, và ghi nhận cái trách nhiệm của anh đối với đứa con. Với Diễm đó là điều quan trọng. Thì trong giai đoạn trước thì có thể là bản thân em cũng không đủ trưởng thành, chưa chấp nhận được những cái gì không tốt của anh, và có thể là bản thân anh cũng chưa chấp nhận được những cái gì mà chưa thể là hoàn hảo ở em. Cho nên cái việc mà duyên nó hết cũng là điều dễ hiểu. Mình là phụ nữ rất là hiện đại và chị hoàn toàn ủng hộ, tại vì đó cũng là cùng quan điểm với chị. Không có lý do gì mà mình phải ràng buộc mình trong một cái mối quan hệ mà không chỉ ảnh hưởng giữa hai người, mà chính vì cái sự ảnh hưởng giữa hai người đó nó sẽ gây ảnh hưởng đến con của mình. Chính xác. Thôi, tạm thời mình khép lại một cái chương đó và mở sang một chương mới. Lúc nãy thì Ngọc Diễm cũng nói là một cái mối tình mới, và cái mối tình 10 năm này thì Jenny đang tính là con mình mới có 9 tuổi mà mối tình này đến 10 năm, thì có thể giải thích thêm một tí được không? Thực ra nó là một mối tình cũ, nhưng mà sau khi cũ thì nó lại mới. Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới đó. Có thể là như vậy. Em có một cái mối tình rất là dài 6-7 năm với người bạn trai đầu tiên, và sau đó thì chia tay. Thì trong lúc mà trái tim của mình rất là tan vỡ vì chia tay cái mối tình lâu năm á, thì mình biết người đàn ông này, cái tình cảm đó trong giai đoạn đầu nó chưa có sâu sắc ấy, cho nên là lại chia tay. Có một giai đoạn mất niềm tin, thì ngay cả bản thân mình mất niềm tin thì ảnh vẫn tin mình. Cho nên ở thời điểm hiện tại thì em rất là trân trọng người đàn ông này. Nên đó là với em, còn với bé Chico thì sao? Và Chico rất là tôn trọng hạnh phúc của người khác. Kể cả là khi mà nói đến ba
thì chị cô cũng kêu chứ nếu mà ba có thương ai thì đó là điều tốt cho ba, bởi vì ai, cô nói một câu rất người lớn, ai cũng có nhu cầu được hạnh phúc mà phải không mẹ? Đó, đây là một cái điều mà mình cảm thấy không biết là vì do mình hay là vì do cái môi trường bên ngoài mà dạy con mình một cái tư duy rất là văn minh. Thực sự là còn rất là nhiều những câu chuyện mà Trang Yên muốn chia sẻ với Diễm ngày hôm nay. Sẽ phải hẹn Diễm một buổi cà phê khác nữa. Trước khi kết thúc chương trình thì Johnny hay nhờ khách mời của mình sẽ lưu lại một vài chia sẻ về chương trình nè, cũng như là trong ngôn sống của mình, và xin một chữ ký lưu lại trong cái cẩm nang đó, và chắc chắn sẽ là một cái quyển cẩm nang rất là giá trị. Đó, hồi nãy em có chia sẻ với chị cái câu mà em nói sống ở thì hiện tại. Thực ra cái câu đó nghe nó có đơn giản, nhưng mà mình càng có tuổi mình lại càng cảm thấy nó đúng. Sống trọn vẹn ở thì hiện tại. Ví dụ như là em ngồi đây với chị, em uống những món ngon này, thì tâm trí em đặt ở câu chuyện này, đặt ở những cái ly nước này. Quên đi. Không, phải thưởng thức trước rồi cái việc mà tập để giảm cân thì phải tính sau. Đúng rồi, chính xác. Sống ở thì hiện tại nè.